Chào các bạn, là Tài Tuệ đây. Ở trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một cái chủ đề có tên là sức mạnh của lãi suất kép. Bạn đã từng nghe thấy khái niệm là kỳ quan thứ 8 của nhân loại chưa? Rất ít người biết đến khái niệm này. Thì kỳ quan thứ 8 của nhân loại được theo như Einstein là một trong những bác học tài năng nhất trên thế giới. Ông ấy định nghĩa đó chính là lãi suất kép. Lãi suất kép được gọi là kỳ quan thứ 8 của nhân loại. Và phần lớn ở đây chúng ta có một cái sai lầm. Đó là chúng ta không coi thường cái việc mà chúng ta tích lũy cái số tiền nhỏ. Chúng ta tích lũy cái số tiền nhỏ trong một thời gian đủ dài. Vì giả sử như ở video trước thì tôi chia sẻ bạn, nếu như bạn mỗi một tháng bạn đều đặn trích ra 3 triệu để chúng ta làm một cái khoản đầu tư và tiết kiệm, thì sau một thời gian khoảng 30 năm, 35 năm bạn sẽ có một số tiền khổng lồ. Nhưng bạn vì bạn không biết đến sức mạnh của lãi suất kép, bạn cho rằng là 3 triệu một tháng, lãi suất 0,5% một tháng thì cái tiền lãi nó không đáng được kể là bao nhiêu. Do vậy bạn sẽ không tiết kiệm. Và cuối cùng bạn không tiết kiệm, bạn lại tiêu hết và đến cuối đời bạn cũng không có được một cái khoản thu nhập rất là lớn. Đó. Và hôm nay thì bạn sẽ thay đổi. Tôi tin rằng là như vậy, sau khi bạn đã hiểu về sức mạnh của lãi suất kép thì tôi hy vọng rằng là bạn sẽ ứng dụng nó để bạn có thể được một cái kế hoạch hưu trí rất là tốt. Có bao giờ bạn đặt một câu hỏi là nếu như bạn giả sử bạn có 100 triệu, vậy thì bao lâu thì tiền bạn sẽ tăng lên gấp đôi? Nếu như mà giả sử bạn có 100 triệu thì sau bao lâu thì tiền của bạn sẽ tăng lên thành 200 triệu? Sau bao lâu? Với lãi suất hiện nay của chúng ta là giả sử lãi suất 6% một năm. Đúng không ạ? Với lãi suất 6% một năm thì sau bao lâu tiền của chúng ta sẽ tăng lên gấp đôi? Đây là một câu hỏi bạn cần phải trả lời. Vì nếu như bạn không hiểu về vấn đề này thì rất khó để bạn có thể hoạch định được tài chính cá nhân, rất khó bạn có thể làm cho cái đồng vốn của bạn được tối ưu. Thì đối Einstein, ông ấy đưa ra một cái công thức rất là hay, quy luật nó rất là đơn giản, đó gọi là quy luật 72. Quy luật 72. Thế là quy luật 72. Quy luật 72 là bạn lấy 72, bạn chia cho lãi suất của một năm thì bạn sẽ ra được số năm cần thiết để tiền của chúng ta tăng lên gấp đôi. Ở đây ví dụ nếu như bạn có 100 triệu, bạn mong muốn nên tăng lên 200 triệu là gấp đôi với lãi suất là 6% một năm thì chúng ta mất bao nhiêu đâu ạ? Thì chúng ta lấy 72 chúng ta chia cho 6. Như vậy là chúng ta mất 12 năm. Chúng ta mất 12 năm thì chúng ta sẽ tăng được số tiền của chúng ta lên gấp đôi. Đó, đây là cái quy luật 72. Và ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng một công thức khác. Chúng ta có thể sử dụng một công thức khác nếu như chúng ta biết được con số này. Giả sử nếu như bạn lại biết được con số là nếu như tôi có 100 triệu và với lãi suất là 6% thì sau 12 năm thì tiền của tôi sẽ là bao nhiêu. Lúc này chúng ta không biết được con số 200 trên này, chúng ta chỉ biết được tham số là 100 triệu, chúng ta biết được thời gian là 12 năm và chúng ta biết được lãi suất là 6%, thì chúng ta cũng có thể tính được cái số tiền chúng ta có được thông qua một cái công thức. Nếu như các bạn lúc này sẽ bằng là bằng A nhân với lại 1 cộng với lại R mũ N. Ở đây thì A chính là số tiền bạn có. A là số tiền bạn có. 1 cộng với R, R chính là lãi suất và N chính là thời gian. Thì chúng ta có thể thay vào đây, nó sẽ bằng là gì? 100 nhân với lại 1 cộng với 0,006, 6% có nghĩa là 0,06 và mũ là gì? 12. Thì ở đây nếu như các bạn biết tính về hàm Excel thì chúng ta cũng sẽ tính ra nó khoảng tầm 201 triệu gì đó. Có nghĩa là cái con số này, hai cái con số này nó sẽ tương đương như nhau. Như vậy, bạn có thể sử dụng công thức trên hoặc công thức dưới tùy vào từng trường hợp. Có nghĩa là đây nó là liên quan tới vấn đề sức mạnh của lãi suất kép. Tôi tin rằng cái lãi suất kép bạn đã nghe ở đâu đó, ví dụ như là lãi mẹ đẻ lãi con, đúng là đấy cũng là một dạng của sức mạnh lãi suất kép. Nhưng mà chúng ta có công thức thì chúng ta sẽ vận dụng nó sẽ tốt hơn. Có nghĩa là chúng ta sẽ hiểu rằng là bao nhiêu lâu tiền của tôi sẽ tăng lên gấp đôi. Đây là chúng ta có một cục tiền lớn. Vậy thì bây giờ chuyện gì xảy ra nếu như mà chúng ta tiết kiệm mỗi một tháng là 3 triệu? Đó. Cái bài toán vậy thì chúng ta hãy có một câu hỏi là nếu như tôi tiết kiệm mỗi một tháng, mỗi tháng tôi tiết kiệm 3 triệu đồng. Rất nhỏ, không quá là gì nhiều đúng không ạ? Có thể là 15%, có thể là 30% cái thu nhập của chúng ta. Nếu như thu nhập của chúng ta là 10 triệu một tháng thì chúng ta sẽ tiết kiệm là 3 triệu. 30% là 3 triệu. Nhưng nếu như chúng ta có 20 triệu một tháng, chúng ta tiết kiệm là gì ạ? 15% thì là 3 triệu. Vậy thì với lãi suất hiện nay, lãi suất, với lãi suất là cũng là 6% một năm, lãi suất tiết kiệm tương đương với 0,5% một tháng,
Thì sau, giả sử bạn làm liên tục như vậy đến năm bạn 60 tuổi, nếu như năm nay bạn 25 tuổi, nếu như năm nay bạn 25 tuổi, bạn về hưu năm 60 tuổi. Như vậy là bạn tiết kiệm trong vòng 35 năm. Bạn làm công việc này liên tục trong vòng 35 năm. Nào, chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi tin rằng bạn sẽ không bao giờ nghĩ đến con số này. Bạn sẽ nhầm, đúng nào. Một tháng 3 triệu, một năm là 36 triệu. Như vậy là 10 năm là bao nhiêu? 10 năm là 360 triệu. 20, 30 năm là 35 là gì ạ? 1 tỷ 2. À, 5 năm nữa khoảng 600 5 năm nữa hơn 100 triệu nữa. À, 5 năm nữa thì khoảng tầm 5 năm, mỗi năm là 36 triệu, 5 năm là khoảng tầm gì ạ? 150 triệu nữa. Nó nằm cỡ khoảng tầm 1 tỷ 4, tỷ rưỡi gì đó. À, số tiền đấy cũng rất là lớn rồi đúng nào. Nếu như bạn trong trường hợp bạn mang bạn bỏ lợn, bạn để tiền ở trong nhà thì bạn sẽ có khoảng tầm 1 tỷ rưỡi. Sau 35 năm, mỗi tháng bạn tiết kiệm là gì ạ? Mỗi tháng bạn tiết kiệm là 3 triệu đồng. Đây là một số tiền rất lớn. Nhưng nếu như chúng ta biết đến lãi suất kép, nếu như chúng ta biết đến sức mạnh của lãi suất kép, ở đây tôi sẽ có một công thức để giúp bạn tính được cái lãi suất kép là như thế nào. Câu trả lời của chúng ta là mỗi một tháng 3 triệu. Mỗi một tháng 3 triệu, lãi suất là 0,5% một tháng và chúng ta tiết kiệm trong vòng 35 năm, có nghĩa là tương đương với lại gì ạ? 420 tháng. 420 tháng thì số tiền chúng ta sẽ nhận được nó sẽ bằng là các bạn có thể sử dụng hàm Excel để bạn tính ra là bằng FV. Chúng ta sử dụng hàm FV. Đó, hàm FV. Mở ngoặc ra, ở đây là 0,5% dấu phẩy. Các bạn dấu phẩy và bạn điền vào 420 triệu, 420 tháng, đây là thời gian. Và cái số tiền của chúng ta là 3 triệu. Đó, 3 triệu. Và bạn phải nhớ chúng ta để cái dấu trừ đằng trước vì đây là dạng tiền chúng ta đang quy chiếu nó ở trong tương lai để chúng ta quy chiếu ngược lại. Chúng ta quy chiếu ở tiền ở trong tương lai, quy chiếu tại ngược lại hiện tại, do vậy chúng ta phải để dấu âm đằng trước này để nó trả về cái kết quả dương. Thì các bạn biết cái kết quả nó sẽ là bao nhiêu ạ? Kết quả nó là một con số rất là tuyệt vời. Ở đây thì tôi đã tính ra cho các bạn. Kết quả tôi tính ra cho bạn ở đây sẽ bằng là 4 tỷ 272 triệu 413.896 đồng. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Như vậy chỉ cần tiết kiệm mỗi một tháng 3 triệu đồng thôi thì sau khi bạn về hưu năm 60 tuổi, bạn có được số tiền là 4 tỷ 272.896 đồng. Với giả sử nếu lãi suất vẫn là 0,5% một tháng, lãi suất vẫn 0,5 một năm một tháng, thì lúc này tiền lãi của bạn là bao nhiêu? Nó sẽ nằm cỡ khoảng tầm 21 triệu đến 22 triệu tiền lãi một tháng. Như vậy bạn hoàn toàn có thể sống khỏe. Đúng là lương của bạn, lương hưu của bạn sẽ là cao nhất. Kể cả là đại tướng đi chăng nữa cũng không thể có được cái lương hưu hai mươi mấy triệu này. Đó, thì như vậy là bạn đang sống được rất là tốt, cuộc sống rất tốt trong tương lai nếu như bạn làm những cái công việc gì ạ? Nhỏ ở trong hiện tại. Vậy bài học rút ra ở đây là gì ạ? Là chúng ta cần phải tiết kiệm số tiền nhỏ trong một thời gian dài. Và bạn tiết kiệm càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Bạn tiết kiệm càng sớm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Đúng không? Vậy thì chúng ta tiết kiệm cái con số này ở đâu? Chúng ta nhớ rằng là chúng ta tiết kiệm thì chúng ta có thể, một là chúng ta bỏ lợn, chúng ta để ở trong nhà. Nhưng nếu như chúng ta bỏ lợn để chúng ở trong nhà của chúng ta thì số tiền của chúng ta cố định nó không sinh lãi ra được. Nó không sẽ được sinh lãi ra và bây giờ không ai làm như vậy cả. Thứ hai là chúng ta có thể mang ra ngân hàng để chúng ta gửi, để chúng ta áp dụng được lãi suất kép. Tuy nhiên là đối với ngân hàng thì nó sẽ có một cái nhược điểm. Ở đây tôi sẽ mở một cái bảng so sánh cho các bạn là ở đây là chúng ta gửi tiết kiệm. Đó, chúng ta gửi tiết kiệm thì nó có một cái nhược điểm đó là gì ạ? Là có thể chúng ta không có cái kỷ luật vì nó trong một thời gian rất dài. 35 năm chúng ta không thể tháng nào cũng mang ra là gì ạ? Không phải tháng nào chúng ta cũng mang đi dạ nộp. Tháng 1 là 3 triệu, xong rồi tháng 2 là 3 triệu, xong rồi cứ như vậy đến năm thứ nhất tháng 12 là 3 triệu, cứ tháng nào chúng ta cũng nộp. Nếu như chúng ta có được cái kỷ luật như thế này thì rất là tuyệt vời. Tuy nhiên nó có một cái nhược điểm, nó có một cái nhược điểm và cái này thì không có nhiều người nhận ra. Đó là giả sử trong quá trình mà chúng ta tiết kiệm đến năm thứ 5, giả sử đến tháng thứ 60, chúng ta cũng tiết kiệm là 3 triệu, tổng số của chúng ta lúc này sau 5 năm thì mỗi năm 36 triệu, sau 5 năm thì nó khoảng tầm 150 triệu gì đó. Chúng ta
có được khoảng 150 triệu này. Nhưng mục tiêu của chúng ta ở dưới cùng này là 4 tỷ 272 triệu. 4 tỷ 272 triệu. Bao nhiêu? 413.896 đồng. Đây là mục tiêu của chúng ta. Khi mà chúng ta có tới là 420 tháng, cái tháng thứ 420 thì chúng ta phải có được cái mục tiêu này. Tuy nhiên đến cái tháng thứ 60 này chúng ta có vấn đề. Chúng ta có vấn đề, rủi ro xảy ra với chúng ta, ốm đau, bệnh tật, tai nạn, rất nhiều những cái vấn đề nó sẽ xảy ra trong cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không thể lường trước được. Vậy thì lúc đấy giả sử nó rủi ro xảy ra với chúng ta thì lúc này chúng ta chỉ nhận về được bao nhiêu? 150 triệu thôi, chứ không phải là cái kết quả này. Đúng không? Vậy nên ở nước ngoài, những người, tất cả những người trẻ ở nước ngoài và họ có trình độ, họ có những cái kiến thức thì họ đều tham gia một cái đó là gì ạ? Bảo hiểm. Họ đều tham gia một cái quỹ tương hỗ của bảo hiểm nhân thọ. Ở đây là quỹ tương hỗ của bảo hiểm nhân thọ thì cũng là công thức như vậy, lãi suất cũng giống như nhau, thì họ cũng tiết kiệm 3 triệu một tháng, 3 triệu một tháng cũng như vậy. Nhưng rủi ro xảy ra nếu như không may đến cái tháng thứ 60 này, rủi ro xảy ra với họ ấy, thì thay vì họ nhận được 150 triệu như bên này, 150 triệu như bên này, thay vì họ chỉ nhận được khoản này thì thực tế họ sẽ nhận được cái khoản là gì ạ? 4 tỷ 272 triệu 413 nghìn. Nó không chính xác là con số này, nhưng nó sẽ, nó là cái mệnh giá bảo vệ của họ ấy. Do vậy là chúng ta cần phải gì ạ? Chúng ta cần phải bỏ tiền vào bên tiết kiệm hay là bảo hiểm nhân thọ là tùy các bạn quyết định. Rất nhiều người nói rằng là dạ, vì bảo hiểm nhân thọ thì có thể là dạ, tôi không biết nó công ty đó như thế nào. Thưa rằng các anh chị rằng bảo hiểm nhân thọ là một công ty tài chính và họ được đầu tư theo luật pháp, và nó còn dạ, tuyệt vời hơn là ngân hàng. Ngân hàng còn có thể phá sản, nhưng bảo hiểm nhân thọ thì không một công ty nào trên thế giới phá sản cả. Do vậy là chúng ta cần phải thông minh, tiền chúng ta để ở trong tiết kiệm hay là chúng ta bảo vệ để ở trong quỹ nhân thọ, quỹ tương hỗ của bảo hiểm nhân thọ, thì tất cả là do các anh chị quyết định. Nhưng các anh chị làm thế nào cũng được, vấn đề là chúng ta cần phải đặt ra một cái mục tiêu là tiết kiệm, tiết kiệm, tiết kiệm mỗi một tháng 3 triệu hoặc là gì ạ? Số tiền nhỏ thôi nhưng mà đều đặn trong một thời gian dài, thì sau khi mà chúng ta về hưu chúng ta cũng sẽ có một cái kết quả vô cùng tuyệt vời. Đó, vô cùng tuyệt vời. Thì ở video tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị là vậy thì làm thế nào sau khi mà chúng ta tiết kiệm rồi thì làm thế nào để chúng ta có thể chi tiêu được ở trong cái khoản mà chúng ta thoải mái, trong cái khoản còn lại chúng ta sẽ hoạch định cái tài chính cá nhân chúng ta như thế nào, và tất chia sẻ những cái công thức những triệu phú ở trên thế giới họ đang áp dụng, và hàng triệu người đã thành công với những công thức này. Thì hẹn gặp lại ở bạn video tiếp theo.